bảy ngựa xanh kỳ lân. Xưa nay ngựa xanh cho ngựa, bây giờ ngựa lại xanh cho kỳ lân. Kỳ lân là một loại thú báo hiệu điểm tốt. Ở Trung Quốc vào thời Đường Nhiêu, kỳ lân phụ hoàng rất nhiều, ai cũng có thể thấy được. Về sau nhân vì chúng sanh nghiệp báo nặng, tạo ra tội nghiệp rất nhiều, nên những loài chim thú cát tường ấy không xuất hiện nữa. Trong tiết Khổng Tử Hoài Lân có nói: thời Đường Ngu Hề, lân phụng nhãn nhơ, nay không phải thời ấy, ai mong bay đến đâu, lân hề, lòng ta ưu tư. Vào thời Đường Nghiêu Ngu Thuấn, những loại kỳ lân phụng hoàng thường dạo chơi trên thế giới này, ai cũng đều thấy được. Còn bây giờ, không phải là thời đại Đường Nghiêu Ngu Thuấn, thì kỳ lân bay đến đây làm chi? Có ai mong bay đến đâu? Kỳ lân ơi, ta thiệt lo cho bay quá. Đây là Đức Khổng Tử nhìn thấy người thợ săn bắt được con kỳ lân, mà con kỳ lân này Đức Khổng Tử có nhận biết. Nhân vì Đức Khổng Tử khi sinh ra có một con kỳ lân bay đến nhà Ngọc Thư. Lân nhà Ngọc Thư, mẹ của Đức Khổng Tử lấy một sợi dây đỏ cột lên cổ con kỳ lân. Bây giờ người thợ săn bắt được con kỳ lân ấy, Khổng Tử thấy sợi dây đỏ của mẹ cột vẫn còn trên cổ nó, và ngài cũng biết rằng nó không bao lâu sẽ chết nên rất thương cảm mà nói lên những lời trên. 8. Châu xanh bạch trạch. Châu xanh ra một loại thú màu trắng, bạch trạch là một loại thú ít có, đã không giống trâu ngựa lại không giống lừa, ấy gọi là tứ bất tượng, là con thú hình dáng ngựa mà lại có móng trâu sừng trâu, cũng là một loại thú hiện điểm lành. 9. Lúa biến thành vàng. Lúa xưa nay có thể làm gạo, bây giờ biến thành vàng thì làm sao ăn được? Có người nói, có thể đem nó bán đi rồi mua rất nhiều gạo về. Đó thật là một người thông minh. Người ấy lại hỏi, ai có tâm tham? Tôi nói, tôi cũng có tâm tham, tham muốn mọi người mau thành Phật. 10. Voi đủ 6 ngà. Xưa nay voi chỉ có 2 ngà, nhưng khi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi sanh ra, thì voi của nhà ngài mọc đủ 6 ngà. Trên đây là 10 việc cát tường như ý xuất hiện khi Bồ Tát Văn Thù sanh ra, đại biểu cho 10 độ ba la mật của hàng thập địa Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, không giống với các vị Bồ Tát khác. Nếu mình muốn quen biết với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, muốn thấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thì trước tiên phải nhớ 10 việc cát tường này. Tuy Bồ Tát không có tâm phân biệt, nhưng nếu mình biết được nhiều điểm của ngài thì mới gần được ngài thêm. Tại sao chúng ta phải biết càng nhiều càng tốt về cảnh giới của mỗi vị Bồ Tát? Vì có như thế, mỗi vị Bồ Tát đều có thể làm thiện tri thức hoặc anh em bè bạn của chúng ta được. Trong tương lai, mỗi người chúng ta đều có thể là thiện tri thức của Bồ Tát, cho nên không nên tự mình coi thường mình. A-dật đa Bồ Tát chính là Bồ Tát Di Lặc. A-dật đa là tiếng Phạn, dịch là vô năng thắng, tức cũng là tử thị. Vị Bồ Tát này chuyên tu từ tâm tam muội, đối với bất cứ ai, ngài đều dùng tâm từ bi. Ai mắng ngài, ngài cũng dùng lòng từ bi đáp lại. Ai đánh ngài, ngài cũng đáp lại bằng lòng từ bi. Bất luận là người nào đối xử không tốt với ngài, hoặc là ức hiếp ngài, làm nhục ngài, giận dữ la hét ngài, sinh ra vô minh, ngài đều dùng lòng từ bi đối xử với họ. Tất cả mọi việc, ngài đều dùng lòng từ bi đối đãi hết. Chẳng những ngài dùng từ bi đối xử với người, mà ngài còn thương xót cứu giúp tất cả chúng sanh nữa. Ngài xem tất cả chúng sanh giống như là con cái của chính mình, thậm chí còn thân thiết hơn con cái nữa. Ngài thương mến giúp đỡ tất cả chúng sanh đủ cả mọi mặt với tâm từ bi vô lượng vô biên. Tu từ tâm tam muội cần phải tu cả hạnh nhẫn nhục, cho nên ngài có một bài kệ như thế này: lão hèn mặc áo vá, cơm hầm đủ no lòng, áo vá qua cơn lạnh, vạn sự chỉ tùy duyên. Có người mắng lão hèn cho là hay. Có người đánh lão hèn ngủ quên mất. Phun nước miếng lên mặt, cứ để nó khô thôi, ta cũng bớt sức lực, anh cũng khỏi giận hờn. Kiều ba la mật ấy chính là báu thêm màu. Nếu biết được như thế, lo gì đạo chẳng thành. Lão hèn mặc áo vá, lão hèn chính là một người tuổi già rất ngu si. Áo vá chính là áo rách phải dùng kim chỉ để vá lại. Cơm hầm đủ no lòng, cơm hầm chính là thức ăn không thêm các gia vị dầu muối, tương, xì dầu, giấm, rất nhạt nhẽo, không có mùi vị gì, chỉ có thể lót đầy bụng trống thôi.
áo vá qua cơn lạnh. Áo rách được vá lành thì có thể dùng để ngăn cái lạnh lẽo từ bên ngoài. Vạn sự chỉ tùy duyên, bất cứ sự tình gì cũng tùy tiện mà giải quyết ổn thỏa. Việc đến thời ảnh hiện, việc đi kể như không, cũng chính là đáo sứ tùy duyên qua ngày tháng, thủ thường an phận mặc thời gian. Bất cứ sự tình gì hễ đến đi thì kể như không, đó gọi là tùy duyên. Tùy duyên cũng chính là tùy duyên mà bất biến, bất biến tùy duyên cũng chính là trong động có tĩnh, trong tĩnh có động, vừa tĩnh vừa động, vừa động vừa tĩnh. Có người mắng lão hèn, có người mắng ta là lão già ngu si, lão hèn cho là hay, ta tự nói là hay quá, hay quá. Có người đánh lão hèn, có người đánh ta, cho ta là kẻ ngu si vô dụng. Đoán xem điều gì sẽ xảy ra, lão hèn ngủ quên mất. Có người đánh ta một cái, ta nằm xuống ngủ quên ngay. Mình nói ngài là ngu si, tại sao lại làm thế? Thông thường người ta bị đánh thì trừng mắt nhớn mày nói, tại sao anh đánh tôi? Nhưng ngài chẳng những không trợn mắt mà lại nằm lăn trên đất ngủ khì nữa. Như vậy có quá hay hay không? Nếu ai có thể dùng được phương pháp này thì thật là không đến nỗi tệ, thật là có hạnh tu đấy. Phun nước miếng lên mặt, có người phun nước miếng lên mặt mình thì lửa vô minh bốc lên hàng 3.000 trượng. Tại sao anh làm nhục tôi? Nhưng Bồ Tát Di Lặc thì cứ để nó khô thôi, để cho nó tự khô đi, tôi cũng không cần lấy tay lau sạch. Ta cũng bớt sức lực lau sạch nước miếng, dù không hao phí sức lực bao nhiêu nhưng cũng phải là dùng sức. Bây giờ không lau thì sức lực đó cũng bớt phải sử dụng. Anh cũng khỏi giận hờn. Một khi mình thấy một người bị mình phun nước miếng lên mặt mà người ấy hình như coi như không thì nghĩ rằng cái người này mình không quen biết họ. Thế thì giận hờn của mình không còn nữa. Kiểu ba la mật ấy. Sao gọi là ba la mật? Đó là có người đánh mình có thể ngủ thì được. Có người phun nước miếng lên mặt mình cứ để nó tự khô đi. Đó chính là ba la mật. Cũng gọi là nhẫn nhục ba la mật. Giả như ngay đến nhẫn nhục ba la mật mà cũng không biết thì mình học Phật Pháp để làm chi? Chẳng cần phải suốt ngày từ sáng tới tối học đi học lại mãi mới gọi là học được nhiều Phật Pháp, mà có khi cảnh giới đến lại không biết áp dụng một tí nào. Chính là báu thêm màu, đó là màu nhiệm trong màu nhiệm, quý báu trong quý báu. Nếu biết được như thế, lo gì đạo chẳng thành? Nếu biết được những điều như trên thì lo gì không thành đạo được? Nếu tu học nhẫn nhục ba la mật như thế thì đạo nghiệp của mình nhất định sẽ thành tựu. Chư Phật, Bồ Tát không bao giờ dối gạt người đâu. Nếu mình học được như Bồ Tát Di Lặc thì nhất định sẽ thành tựu đạo quả. Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, thường tinh tấn Bồ Tát. Càn Đà Ha Đề là tiếng Phạn dịch là bất hiếu tức. Bất hiếu tức chính là thường tinh tấn cũng chính là bất hiếu tức. Càn Đà Ha Đề cùng với thường tinh tấn, hai vị Bồ Tát này cùng đi đôi với nhau, tinh tấn bước tới, cũng chính là không ngừng nghỉ. Một người là bất hiếu tức, không ngừng nghỉ, tức là có thường tinh tấn. Một người thường tinh tấn, tức là bất hiếu tức. Hai vị này nhìn ngắm lẫn nhau, anh bất hiếu tức thì tôi sẽ thường tinh tấn, anh thường tinh tấn, tôi đây sẽ bất hiếu tức. Hai vị này ngày đêm sáu thời hành đạo, người này làm hộ pháp cho vị kia cũng làm hộ pháp cho người này. Cũng giống như là cùng chạy đua vậy. Anh nếu chạy tới một bước, thì tôi cũng chạy thêm một bước. Ai cũng không tuột hậu cả. Cho nên thường tinh tấn cũng chính là bất hiếu tức cũng chính là thường tinh tấn. Hai vị Bồ Tát này, từ vô lượng kiếp đến nay, cùng đồng tham tu như nhau. Thế nào gọi là đồng tham tu? Nghĩa là hai người cùng đồng tu hành. Anh dụng công ư, tôi sẽ dụng công hơn anh. Anh dụng công bằng tôi lại càng dụng công nhiều hơn nữa. Họ cùng tranh đua lẫn nhau, cho nên một người tên là thường tinh tấn, một người tên là bất hiếu tức. Hai vị Bồ Tát này thật là những vị tu hành chân chánh, tất cả đều là thường tinh tấn, tất cả đều là bất hiếu tức. Cùng các vị Bồ Tát lớn, vân vân, như thế, vân vân, như thế. Là trừ những vị Bồ Tát đã nói ở trên, còn có rất nhiều vị Bồ Tát lớn hơn nữa, và những hàng Thích Đề Hoàn Nhân, vân vân, vô lượng chư thiên, đại chúng đồng câu hội. Thích Đề Hoàn Nhân chính là đế thích chính là chúa của tầng trời tam thập tam, cũng chính là vị Nhân Đà La Gia trong chú Lăng Nghiêm.
Cho nên người hiểu Phật Pháp mới biết trong chú Lăng Nghiêm có chư thiên, có tất cả vua quỷ thần và có các vị Bồ Tát lớn. Người không hiểu Phật Pháp thì nói trong Phật giáo không có chư thiên, không có nhị thập bát tú, không có vân vân, vì họ không biết trong chú Lăng Nghiêm cũng có nhị thập bát tú, cũng có chư thiên quỷ thần. Vô lượng chính là không có số lượng. Trời nói chung có 33, nếu phân tích kỹ thì trong mỗi cõi trời lại có vô lượng cõi trời, cũng giống như thế giới của chúng ta đây, có thế giới này, thế giới kia, vô lượng các thế giới, cõi nước này, cõi nước kia, vô lượng các cõi nước, tầng trời cũng giống như thế, cũng có vô lượng chư thiên. Đại chúng đồng câu hội, nghĩa là rất nhiều người cùng tụ hội lại một chỗ. Bấy giờ Phật bảo trưởng lão Xá Lợi Phất, từ đây qua phương Tây, cách 10 vạn ước cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc, nước ấy có Phật hiệu là A-di-đà, hiện đang thuyết pháp ở đó. Bấy giờ chính là ngay lúc ấy, lúc mà vô lượng chư thiên Bồ Tát, Thanh Văn, La Hán, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Yêu Bà Tắc, Yêu Bà Di cùng nhóm họp vào một chỗ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo vị trưởng lão trí huệ bậc nhất tên là Xá Lợi Phất. Từ đây là chỗ nào? Đó chính là Kỳ Hoàn Tịnh Xá ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc của nước Xá Vệ. Từ đây bắt đầu tính về hướng Tây, qua 10 vạn ước cõi Phật, ở đó có một thế giới tên là Thế Giới Cực Lạc. Thế giới cực lạc này là thế giới hết sức vui vẻ đến cực điểm, không còn gì vui bằng, lại cũng không có thế giới nào vui hơn đây nữa. Thế giới này là có một vị Phật tên là A-di-đà. A-di-đà là tiếng Phạn, có nghĩa là vô lượng quang, cũng có nghĩa là vô lượng thọ. Vô lượng quang là ánh sáng của Ngài chiếu soi 10 phương thế giới không bị chướng ngại. Vô lượng thọ là sinh mạng của Ngài, trải qua 100.000 vạn ước đại kiếp cũng không cùng tận.